trẻ em hiểu nhanh đấy. Âm côn, âm hết côn em. Vào số 4 thì âm hết côn. Không bao giờ được lửng lơ như lúc ấy nhá. Đã vào hết hoặc ra hết, kéo ga lên. Đấy, rồi thả côn, thả tay trái, kéo ga bên phải lên. Đấy. Đây là em đi số cao nên nó hơi bị giật. Đấy là lý do anh bảo là nếu mà đi tốc chậm thì đi số thấp thôi, về số. Rồi, đang số 3 rồi. Ok đấy. Rồi, số 2 luôn rồi. Thả nhẹ, từ. Thả hết côn rồi, kéo ga. Đấy. Ơi ông già. Ông phải cháu nhờ tí. Âm côn. Côn này. Rồi, lên số. Ok, thả nhẹ côn, thả tay trái ra đi, đệm tí ga lên. Ok, thả hết tay côn. Rồi, âm côn rẽ phải luôn. À, đi một vòng, âm côn rẽ phải. Hay là em đi vòng tiếp vòng này cho đỡ sợ nhá. Âm côn rẽ trái, về số. Ôi giời, về số 2 mượt mà rồi. Từ, bình tĩnh. Thả nhẹ, rồi, đệm ga lên, ok. Dừng. Âm côn, dừng máy. Bó phanh, em dừng đèn đỏ nhá. Okay. Em dừng đèn đỏ đây, em đang số 2 nhá. Em gạt luôn cái này cho anh. Đấy, em gạt cái này. Gạt lên không, trên đúng không? Đúng rồi. Gạt lên trên là công tắc dừng máy. Xong bắt đầu là khi mà chuẩn bị đèn xanh đến thì em ví dụ nó còn khoảng dưới 10 giây chẳng hạn, em âm côn vào. Âm côn này. Nè. Để gạt. Để chậm thôi. Đấy, là em đang ở số 2 luôn. Còn nếu mà em mà mới đi ấy, thì anh khuyên em là lên về mo để chúng ta bắt đầu từ con số 1. Đấy. Okay. Thì bây giờ âm côn để về đây à. Em đá về mo đi. Bóp hết côn. Đá nhẹ. Nhắc cái số này, cái số N ấy thì nó nằm ở giữa, tức là ở dưới là giữa số 1, trên là số 2, em đạp nhẹ thôi, số 1 đấy em cẩy nhẹ lên. Nếu nó đang ở số 1 thì em cẩy nhẹ lên. Đấy. Còn nếu số 2 thì em đạp nhẹ. Tức là nó nằm ở giữa lửng lơ giữa số 1 và số 2 chứ nó không phải là N xong rồi 1 2 mà là 1 N 2. Đấy. Không được rộng quá mạnh đúng không anh? Đúng rồi, okay. Nhẹ nửa vòng thôi. Okay. Đấy. Đấy. Bây giờ vào này. Vào này. Đề này, bình tĩnh thôi, chậm thôi. Rồi, ok. Anh bảo nhá, dừng đèn xanh đèn đỏ ấy, mình mới đi kệ chú bó. Không phải gì phải nghĩ à, chậm từ và không đứng ở đầu tiên, em đứng mép ở mép để không ảnh hưởng người khác. Okay. Khi mình đi được là ok. Mét rồi, vào hết. Mình. Vào đây. Rồi, thả côn nhẹ. Côn tay trái. Cứ bình tĩnh thôi, Ui, đấy, nhanh quá. Thả chậm và ga va vừa lên thôi. Đấy, âm côn, đang số 1. Bây giờ em nhìn nó, xe côn nó rất an toàn, em không thể đề được. Đúng không? Khi mà em không bóp côn nó không thể đề được. Đố em đề được luôn. Bây giờ em bóp côn vào đi. Bóp hết côn. Đề. Đấy, bắt buộc phải có côn kia mới khởi động được rồi. Lên ga lên tí, để ga lên tầm 3000 này. Ga nhẹ lên. Rồi, ok, thả ra. Rồi, côn ra từ từ. Côn đây, chờ anh. Nào, côn bắt đầu ra đi. Ra đi. Đệm ga tí lên. Cao quá, ga to quá. Nhẹ ga nhẹ thôi. Đấy. Bắt đầu để cho xe đi được á. Cứ bình tĩnh, kéo ga đi. Kéo ga lên một tí, thả côn. Thả tay côn. Không, bình tĩnh. Bình tĩnh. Em chân nhá. Chân thì em phải để luôn ở đây. Em chống bên kia. Đấy, để chân chống bên kia. Ok. Nhá, bây giờ này, thả nhẹ ra. Anh đệm mở tay để cho. Rồi cứ thả ra đi. Rồi ok, thả nhẹ cho xe đi đã. Đi rồi. Kéo ga lên đã. Đừng tham vội, thả tay ra đi. Thả tay trái, kéo ga lên đi, cứ kéo ga lên đi. Rồi, ga lên một tí nữa, không, đừng tham vội. Rồi, ok. Ôi, âm côn, vào số 2 chưa? Đi thôi, thả côn, thả hết tay trái, kéo ga lên. Một nói đùa mình làm sư phụ khá nhiều bạn chạy xe côn. Mấy bạn đam mê mà chưa biết đi xe côn ấy thì thường mình sẽ dạy những bạn đi kiểu như này. Thì những bài đi như này ấy thì dành cho anh em, mà cái khó khăn nhất của bạn thì xe bây giờ là 4 giờ rồi, đường Hà Nội nó rất là tắc đường, đi nó sẽ hơi khổ một tí. Nhưng mà thường là anh em sử dụng vào tầm một vài ngày là ok. Và đi chúng ta sẽ đi đường vắng, đường tắc đường. Ôi em ra anh, đi được thẳng đường này chứ? Đây ngược đường rồi. Âm côn này. Rồi. Em tắt máy, tắt nguồn đi, gạt xuống, gạt lên. Đấy là để đấy, ok. Ok. Bây giờ là như nào? Em phải tập đi chứ, đây mới đi mà. Em phải đi nhiều vòng vào. Trời ơi, em đi ở đây khoảng tầm 10 phút.
khi em đi nhuần nhuyễn rồi, okay, thì anh sẽ dẫn em đi một vòng ở đường phố, vì cái đoạn này là vắng, em chưa có xử lý mọi thứ ở bên ngoài, thì bây giờ phải xử lý tránh xe, tránh xiếc, âm phanh viết các thứ. Bây giờ tập để em đi được đã. Ok. Anh cho em 10 phút nhé. Ừ thì anh ngồi uống nước kia mà. Ê xuống, đừng đi ngay từ số 3, em xuống số 1 hoặc số 2. Đấy. Đấy, mò ok rồi. Bây giờ vào số 1. Rồi. Nhưng em đang đi ngược đường ấy nhá. Thả nhẹ nhá, thả nhẹ. Thôi đi một tí nữa cũng được. Xong tí nữa anh sẽ dạy cách đi vòng. Thả côn nhẹ. Xe đi được đi đã, rồi anh thả hết côn. Rồi kéo ga lên thả hết côn. Ok vào số rồi. Quay đầu xe luôn em dây. Hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với con béo Moto Vlog. Thì Miu mèo là mình đang bị nấm anh em ạ, mèo. Hôm nay thì hôm qua thì đăng cái clip mà mua xe MT15 ấy, rất là hoan hỉ thông báo anh em. Hôm nay chúc mừng em trai đã mua được chiếc xe rất là ngon. Thì đây là bộ đăng ký với chìa khóa mới. Chìa khóa nó còn mới như thế này cơ mà anh em, chìa khóa chưa dùng luôn. Thì cô em đến đã mua chốt cọc rồi. Thì bây giờ mình sẽ mang ấy đến để làm thủ tục mua bán cho bạn ấy nhá. Chúng ta cùng đi bắt đầu vào cùng xem luôn chiếc xe Yamaha MT15 này. Nó rất là mát vía, đăng cái là có người mua luôn. Thì hôm nay xem là chiếc xe đấy có gì nhá. Mình còn chưa quay clip mà review chiếc xe đấy cơ. Ok, hôm nay chúng ta cùng đi làm thủ tục bàn giao xe nhá. Với những bạn nào mà cần thủ tục sang tên ý, thì chiếc xe này là biển ở Thái Nguyên. Còn nếu mà anh em cần sang tên thì bên mình sẽ có nhờ bên dịch vụ chuyên rút hồ sơ sang tên. Thì phí mất 1.800.000, nó mất khoảng tầm một tháng, lâu nhất là một tháng để rút hồ sơ về anh em đăng ký thoải mái. Nhưng cô em này thì không cần, và xe này ngon, đăng ký giấy tờ ngon lành rồi, em cứ để đi. Còn lúc nào cần sang tên thì em nhờ anh hỗ trợ, thì anh em yên tâm vì mình mua từ của một đời chủ, nên là bất kỳ lúc nào cần hỗ trợ dịch vụ rút hồ sơ mình cũng đều hỗ trợ luôn. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp và bắt đầu cùng ra xem chiếc xe nhá. Hello anh em, đây đăng ký đây, rồi là cái bảng ca này, chìa khóa này. Hello em. Cảm em dài. Đây là chìa khóa nhá. Đây là chìa phụ, chìa mà em sẽ không cần dùng đến. Anh có hai, tưởng xe bao giờ là mua xe mới có hai chìa. Xe đây thì anh còn nói thật là anh còn chưa quay video chiếc xe này luôn đấy. Anh em nhìn buổi ban ngày này, cái kia buổi tối này, em nhìn cái cổ đó này, cổ bô đó này, mới tinh luôn. Anh nghĩ là chuyến đi xa nhất là từ Thái Nguyên về đến Hà Nội hôm qua. Đây xe này anh đúng rửa rồi, không làm gì. Hả? Cổ quen thì anh đang có cách có 2 tiếng em. Đúng rồi. Em chạy thử đi. Ly lông này, dán full ly lông nhá. Đây em nhìn này, con này dán ly lông bảo vệ rồi này. Dán ly lông bảo vệ. Đồ chơi thì của hãng hết, còn có cái rẻ zin này, rẻ ngắn này. Đi thử đi, đây anh lấy chìa khóa xe cho. Đây nhá. Thực ra lấy chút gì xe côn. À đây, thế thì chờ anh tí anh sẽ dạy em. Đây okay. À, có thêm cái nữa này. Nó là cái phần mềm này, hôm qua anh quay anh có đăng lên rồi. Đây, em đang có này về chưa? Em đang rồi anh ạ. Đây này, đăng nhập này. Tức là phải có cái mã check GPS của nó mới được. Đây, vẫn tên Lưu Phước. Em ấy vẫn tên chủ xe này, nghĩa đăng ký chủ xe này. Nó sẽ có cái định vị ở đây luôn. Đó, định vị ở đây luôn. Tức là cái này tắt bật từ xa, và thêm cái nữa là khi em mở chìa khóa ấy, em mở điện mà em đi đến khoảng tầm 2 phút để nguyên, thì lúc đấy nó sẽ tự nó báo và nó tắt hết cả điện luôn. Đấy, cái bộ này nó thế. Tí nữa vào đây đăng nhập luôn cho anh. Còn một dàn xe bán này, bầy như lợn con luôn. Ô con X155 cũng bán này em. À tưởng xe bán. Ok. Bây giờ dạy em đi xe côn đúng không? Anh sẽ làm thủ tục mua bán, còn bây giờ là anh sẽ dạy em đi xe côn đã. Các bước đưa anh cái chìa khóa xe em. Có hai chìa ở đây rồi. Ok, cái chìa này em cất đi. Đây cái chìa này là chìa theo này, em nhìn chìa nó rất là mới đấy, ít dùng này. Đấy, còn chìa này thì gần là chưa dùng rồi, thì em cất chìa này đi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi
quá trình xe côn vẫn 5 phút. Sau khoảng tầm 15 phút của em đi đã ok rồi. Bây giờ sẽ đi vòng ở trên phố để cách xử lý. Lên đón anh đi anh em, đi phố. Ok rồi đúng không? Đi đi, đi lên đây, thử ra. Chậm thôi, chậm thôi. Vẫn chưa ok lắm. Thả nhẹ. Đừng thả nhanh, bình tĩnh. Em thả côn ra chậm thôi, từ bình tĩnh. Từ. Ga nhẹ thôi, ga vòng tua 3.000 thôi, dưới 3.000. Dưới 3.000. Đấy, khi mà em đứng ở cái đường vắng này một mình thì em không ngại, nhưng mà đứng ở đằng sau có rất nhiều người em ngại đúng không? Chậm thôi. Đây, anh đệm cho cục. Nào đề vào. Rồi, thả ra. Thả côn này. Cứ thả đi, anh đỡ tay ga rồi. Đấy, em thấy không? Nó bắt đầu di chuyển này. Thả hết ra. Ừ, chưa ok lắm đâu. Chạy thêm vài vòng nữa đi. Vào số. Rồi. Chậm. Đã qua 40 phút của em tập xe rồi. Đang hơi bị quá sức với em ý rồi. Thôi chúng ta phải đi về thôi. Đây là chiếc xe côn đầu tiên nên là cảm giác em ý rất là háo hức. Anh đây ơi. Anh đang đi dạy xe côn. Về nhà ngủ rồi, anh đang đi chạy xe côn nhá, chờ anh tí. Ok, âm côn, rồi bóp phanh rồi, ok. Về số không cần. Về số đi em về số đi. Anh em mình đi dạo phố đi cho nó mát. Cứ từ từ. Không. Đừng, khi mà về ấy, về hết số em đang để nó bị không có số là lửng lơ. Nó chưa nằm ở số nào cả. À, ok. Bây giờ anh em mình get go. Nào. Rồi vào số 1, côn thả chậm. Ga lên tí. Rồi ok, hơi to. Đấy, ok, côn ra, xe đi đã. Không vội. Đừng vội làm gì. Chạy xe côn là không vội được, đến khi em quen rồi thì em chỉ đến tầm phát là em đi được luôn. Thả nhẹ ra. Cứ giữ nó đi. Ơi. Vẫn phải giữ nguyên cả ga cả côn. Nào, âm côn, bình tĩnh, không phải vội. Nào, âm hết côn, thả nhẹ ra. Em yên tâm, cái lúc này là em hơi căng thẳng rồi, nhưng đến tối em đi ấy, em quen rồi em sẽ chạy được thoải mái luôn. Đấy, rồi ok, xe đi được, em cứ làm sao cho xe nó đi được là ok, nhá. Thả hết côn, kéo ga lên, rồi. Ok, anh em đi dạo phố đi, quay vòng nhá, bắt đầu quay rẽ trái xong quay ngược nữa. Thả hết côn, rồi. Âm côn để quay đầu, về số 2. Cẩn thận xe ô tô nhá. Ô tô, cho ô tô đi trước đi. Kệ, mình không vội. Không vội. Âm hết côn. Ôi đừng. Em bị cuống, đừng thế. Trời ơi. Không vội. Tức là âm côn xong để mình dừng lại luôn. Âm côn để dừng lại cho xe nó đi trước xong mình lại đi lại từ đâu, vấn đề gì đâu. Okay. Rồi ok. Rồi từ từ này. Số 2 được. Nào. Số 1 được, thả nhẹ côn, thả từ từ để xe đi đã. Xe đi được trên đường đã, cứ thả đi. Khi em quên không ga đúng không? Đúng, em không ga được, ga một tí đúng không? Phải ga một tí lên. Rồi thả côn và đệm thêm ga một tí nữa. Xe cứ ga lên. Ga lên tí. Nhanh quá. Chậm thôi. Rồi ok. Rồi. Thả nhẹ côn ra. Thả côn ra từ thôi. Từ. Đây này, anh giữ tầm cho. Đấy, em thấy không? Xe đi được đã. Em cứ thả ra. Bình tĩnh. Rồi xe đi rồi. Em thả hết tay côn ra. Thả hết ra. Kéo ga lên. Rồi ok. Khi xe đi được rồi thì em thấy em vận hành nó rất là dễ. Đúng rồi. Nhưng mà em khi cái lúc đấy em thả đấy em bị vội quá. Cứ từ bình tĩnh thôi. Đi thôi. Khó mỗi đèn đỏ thôi. Đấy, khó mỗi đèn đỏ thôi. Ai cũng bảo thế. Cứ từ bình tĩnh. Rồi ok. Thả côn, kéo ga, rẽ phải luôn. Rẽ phải luôn. Đoạn này không cần phải âm côn, kéo ga luôn. Đấy, ok chưa? Về số 3 đi, dừng quả đèn đỏ kia. Chơi tiếp quả đèn đỏ không sao cả, cứ đi đi. Đấy, thả côn. Ok. Rồi.
chính rồi. Rồi, âm côn. Bắt đầu em nhìn thấy nó hai mấy giây đúng không? Âm côn hạ ga, thả hết ga ra, kệ cái xe nó trôi. Đấy, ok. Mình sẽ không đứng ở giữa đây mà mình định đứng nép vào vỉa hè để không ảnh hưởng người khác. Đấy. Đấy, ok. Gạt công tắc tắt nguồn. Về số mo. Về số luôn. Bóc côn em. Tiến lên một tí, tiến đẩy nhẹ xe lên một tí thôi. Đẩy xe lên. Đấy. Rồi, ok. Đá nhẹ. Một là đá xuống hay đá lên, số 1. Để số 1 luôn. Rồi, ok. Bắt đầu nhá. Get go, chậm. Ga lên tí, rồi thả nhẹ tí. Rồi. Giữ xe đi đã. Rồi, ok, giữ nguyên. Thả côn. Good. Ok, ôm âm côn. Rẽ phải em. Rẽ phải luôn. Đấy. Em thấy không? Dần dần rồi em sẽ còn quen cái việc là gạt xi nhan cơ. Đấy, cứ bình tĩnh. Đi số 3 thôi, đừng đi số 4 làm gì. Âm côn về số. Âm lên côn, đạp xuống. Rồi, kéo ga lên. Rồi, ok. Cứ đi số 3 đi. Có thể là đường về nhà sẽ hơi lâu tí. Đúng rồi, nó sẽ hơi bị chậm một tí. Nhưng không sao. An toàn như thế này. Và em, nhà em ở đâu? Em ở phố Huế. Phố Huế gì? Thì tối 9 giờ hắng và ra mấy cái phố ở cây xăng Nguyễn Công Trứ rồi Hòa Mã, Hòa Miếc, mấy cái phố đấy nó vắng mà. Tối đi phố đấy thì thoải mái luôn, đúng không? Nhà em ở đoạn nào phố Huế? Em ở ngay ngã tư đấy. Ngay ngã tư Đại Cổ Việt á? Không, ngã tư phố Huế, tại Việt Tích luôn đấy, tại Việt Tích. À, thế thì đi vào cái khu chợ Home ấy, ok luôn, nó vắng tanh mà. Okay. Kéo ga lên. Rẽ phải. Lái em lại ra đường vừa xong. Âm côn rẽ phải rồi, ok, đệm ga lên, thả côn đệm ga lên tí. Đấy, ngon lành chưa? Kéo căng ga lên, không cần côn luôn. Đây, bây giờ nhá, bấm nhẹ côn này, em thả côn ra đi. Em thả côn ra, bấm nhẹ côn cái là kéo ga lên. Đấy là vượt lên, là như lúc anh em, anh chạy đấy, đấy, em thấy không? Đấy, tay à? Đấy, rồi ok, nhưng cái đấy học sau đi. Để đi được đã, về số đi số A thôi. Rồi, ok, sang đường nhá. Sang đường sang bên này chứ. Đi theo chị gái. Thả nhẹ côn, chậm. Âm, nếu mà nó cảm giật thì em âm hết côn tắt máy luôn. Không sao cả. Nhưng mà nhớ là đừng đằng sau ô tô nhá. Nó húc mình ấy. Okay. Rồi, ok, về số 1, rẽ sang đường. Về số 1, số 2 cũng được. Ok, rồi. Bây chạy từ từ thôi. Sang từ từ sang đường. Đồng đấy, thấy chưa? Vất vả đấy. Treo xe chạy đi đã. Xe này sợ đây này. Đấy. Từ từ, chậm rồi. Em đang đi số 2 đấy. Rồi, ok. Chậm, đừng sang vội. Xe đang có xe. Đấy, xe này người ta rẽ đấy. Đấy, em sang luôn. Kéo ga lên. Cảm giác đi xe côn thì nó sẽ ngầu hơn, an toàn hơn. Nhưng mà cái khả năng xử lý của mình nó sẽ linh hoạt hơn. Nhưng mà em phải thuần được nó, giống như kiểu người ta gọi là thuần ngựa ấy. Đấy. Thì khi mà em đã quen rồi, em đi đến tầm cái là em biết là em phải đi như nào rồi. Đấy. Khi mà em đang xe đi trên đường rồi thì em giải quyết vấn đề nó rất là dễ. Nhưng mà đến khi mà mình dừng lại đèn xanh đỏ lúc ban đầu khởi động lên nó vẫn khó. Thì cố là đi cái đấy thuần tay thôi. Thuần tay là tức là về số để xe lúc nào. Quy định của anh là lúc nào xe cũng phải đi được đã. Đấy. Làm gì làm, xe đi ở trên đường hãng thả côn. Là sẽ về hết một đấy. Về hết đi. Tắt hẳn nguồn đi cũng được luôn. Cho nó yên tâm. Đấy, dựng lên một tí. Đây, về hẳn một đi. Số nữa. Về sau em đạp. Đấy, nó đang mo rồi. Số N là lửng lơ mà. Rồi, để máy. Em dẫn về một được không? Bây giờ em để máy em đạp xuống cái là nó về một luôn. Nó đang ở mo mà. Rồi. Đấy. Rồi, anh em mình đi thôi. Đèn đỏ mình được rẽ phải. Côn nhẹ. Đi được đã. Cứ từ, cả ga cả côn đi được rồi. Thả, ok, đấy. Vào số rẽ phải, đúng rồi. Ok. Rồi. Khi mà đi ở trên đường này nó rất là dễ, em có chuyện không?
nó cuống, cái cuống nhất của em khi dừng đèn đỏ ấy là rất đông người, em hiểu không? Cảm giác mình kiểu bị mọi người người ta nhìn mình ấy, đấy. Thì đấy, thì lúc đấy là sợ, thì em đừng ở giữa, hoặc là em đừng đứng ở đầu, em cứ ở cuối, em đứng ở vỉa hè cho ai đứng ở sát.